Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của nhà nhân BB. Các bạn ơi, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời các bạn ạ. Không có một con quái vật nào. Ui các bạn ơi. Ui, mình tưởng hôm nay không có một con quái vật nào xuất hiện thì ra vẫn có quái vật các bạn ơi. Và lần này là những con quái vật gì đây các bạn ơi? Mình đứng ở trên đây, mình phát hiện ra hình như đó chính là quái vật ban ban các bạn ạ. Mà những con quái vật ban ban này đã bị biến đổi hết rồi các bạn ơi. Ui, chúng ta cùng nhau xuống xem rồi nhá. Ôi không, lần này mình lại phải đấu với mấy con quái vật ban ban bị biến đổi ư. Ôi nó mạnh lắm các bạn ạ. Ôi, chúng ta cùng nhau xem rồi nhá. Ui, con bạch tuộc này các bạn ơi. Ui, con bạch tuộc một mắt nhìn nó này, kinh chưa. Ui, chúng ta đến gần mà xem nhá. Ui, còn đây chính là con Jumbo, con quái vật khổng lồ xanh đấy các bạn ơi, nhìn nó kinh chưa. Ui, nhìn trong mồm của nó này các bạn này, cái răng của nó nhọn hoắt luôn. Ôi không, có con bạch tuộc này thì sao. Ôi, quái vật một mắt, ở bên trên đầu của nó có cái mồm này các bạn ơi. Ui trời ơi, ghê à. Những cái xúc tua của nó đây các bạn ơi, dưới những cái xúc tua của nó cũng có răng luôn các bạn ạ. Ui giời ơi, ui, dưới đây còn có một cái mồm nữa đây các bạn ơi. Wow, mồm này có nhiều răng hơn các bạn ạ. Ui ghê. Còn hai con quái vật này thì các bạn biết rồi, Ban Ban và cô giáo các bạn ơi. Ui trời ơi, hôm nay bọn chúng này gọi tất cả những con quái vật Ban Ban biến đổi đến nhà nhân BB. Còn đây là con lùn, mình không biết tên các bạn ơi, mình gọi nó là con màu tím, nhưng mà nó có cái bộ răng rất là vàng đó các bạn ơi. Ui trời ơi, móng tay nó cũng sắc nhọn luôn các bạn ạ, móng chân vậy luôn. Còn đây là con chim, các bạn nhìn thấy mỏ con chim này chưa. Ui trời ơi, nhìn cái mỏ của nó vừa dài mà nó này còn có nhiều răng nhọn nữa cơ các bạn ạ. Ui trời ơi, ván đấu này những con quái vật ban ban thật sự rất là mạnh luôn các bạn ơi. Ui các bạn nhìn kìa, ai kìa. Ui các bạn ơi, đây các bạn nhìn này. Ui, hình như là Haki Hoki ở ngoài xa kia các bạn ơi. Ui, để mình lên xem nào nha, có phải Haki Hoki không nha. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn này, một đội quân Haki Hoki được trang bị cánh tay robot luôn các bạn ơi. Wow, Haki Hoki có cánh tay robot này. Lần này chắc là đội quân Haki Hoki đến đây để giúp nhân BB đấy các bạn ạ. Ui giời ơi, cảm ơn mấy bạn Haki Hoki nha. Các bạn Haki Hoki ơi, ở dưới sân nhà mình có một bọn quái vật ban ban. Lần này ấy, là bọn quái vật này nó biến đổi cực kỳ mạnh luôn. Haki Hoki đeo mặt nạ phòng độc này, với lại có cánh tay robot nữa. Khả năng là Haki Hoki có thể đánh bại được bọn chúng đấy, với lại đội quân Haki Hoki rất là đông. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy, đông Haki Hoki chưa? Yeah. Trận đấu này chúng ta có được sự giúp đỡ của Haki Hoki các bạn ạ. Yeah, hạnh phúc rồi các bạn ơi. Và các bạn ơi, nếu các bạn yêu quý Haki Hoki và các bạn yêu quý nhân BB thì các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Haki Hoki và nhân BB các bạn nhé. Ok anh em, bây giờ mình sẽ đếm từ 1 đến 3 để đội quân Haki Hoki này có thể chiến đấu và giành chiến thắng nha. Mình đếm từ 1 đến 3, các bạn ấn đăng ký, ấn like thì đội quân Haki Hoki sẽ xuống dưới kia và chiến đấu các bạn ạ. Mình bắt đầu đếm này. 1 2 3. Các bạn ơi, đã ấn đăng ký kênh hết chưa? Đội quân Haki Hoki chuẩn bị xuống bên dưới chiến đấu rồi đấy. Ok, Haki Hoki hãy đi theo nhân BB. Chúng ta sẽ tập hợp một đội quân Haki Hoki. Mình sẽ là chiến binh cầm thanh gươm ánh sáng, còn các bạn là những chiến binh Haki Hoki mạnh nhất sẽ đấu với những con quái vật ban ban. Ok nào, đi theo mình xuống đây, let's go. Ok, những người anh em Haki Hoki, những người bạn Haki Hoki, các bạn đã sẵn sàng chưa? Trận đấu này rất là khó khăn đấy, nên chúng ta phải giành chiến thắng nhé. Đâu rồi, những con quái vật ban ban đâu rồi? Ha. Những con quái vật ban ban kia. Bây giờ nhân BB có sự giúp đỡ của Haki Hoki rồi. Nhân BB sẽ không sợ Kami đâu. Kami hãy nhớ đấy, hai ta sẽ cho Kami biết sức mạnh của nhân BB kết hợp với Haki Hoki sẽ là như thế nào. Các bạn ơi, các bạn ấn đã hết chưa? Chúng ta cùng nhau xem trận chiến này nào. Anh em xông lên. Nào, chuẩn bị nhá. Để mình lấy khẩu găn của mình ra các bạn ạ.
tiêu diệt mấy cái con quái vật này phải dùng gan các bạn ơi thì mới tiêu diệt được nó. Đây mình có khẩu gan gì đây, chúng ta cùng nhau xem nào nha. Các bạn thích mình khẩu gan nào đây? Ui mình có khẩu gan 65 này các bạn ơi. Đây khẩu này rất là nhiều đạn các bạn ạ, bắn mãi không hết đạn luôn đấy. Ok em nha, mình sử dụng khẩu súng này để tiêu diệt bọn quái vật bạn bạn. Ok Hakyugi chuẩn bị nào, nghe theo lời của nhân BB anh em nha. 1 2 3 trận đấu bắt đầu. Ui Hakyugi tấn công quái vật rồi. Ui ui đâu rồi, quái vật đâu rồi, đây 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 quái vật đây rồi, tấn công tấn công anh em ơi. Ui quái vật bắn mạnh chưa, ui bạn ơi. Cố lên, bắt gì luôn. Hakyuki tạo ra một làn khói xanh và có vẻ như bọn quái vật ban ban đã bị Hakyuki tiêu diệt hết rồi. Đúng như vậy các bạn ơi. Wow, Hakyuki giỏi thật đấy. Các bạn nhìn này, Hakyuki này còn đang bay trên trời luôn các bạn ơi. Ui, tưởng quái vật ban ban thế nào cũng bình thường thôi các bạn ơi. Các bạn không có tuổi gì để đấu với nhân BB đâu. Yeah, cảm ơn Hakyuki nha. Các anh thật là tốt bụng. Tôi sẽ thưởng cho anh một món đồ chơi. Ôi, ơi, 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 các bạn ơi. Chết rồi. Ôi không. What the. Ôi, Hakyuki. Sau khi đánh bại quái vật ban ban, bọn chúng này tấn công mình luôn các bạn ơi. Ôi không, chuyện gì xảy ra vậy? Mình phải lấy vũ khí của mình ra các bạn ạ. Mình phải lấy vũ khí của mình ra. Mạnh ơi, ui, nó chặn đầu mình này. Ê, các bạn ơi. Trời ơi, bọn Hakyuki nó có khói độc đấy. Ơi các bạn ơi, mình lại một cái là nó tấn công luôn đấy. Các bạn ơi, ui, bọn Hakyuki này đúng là bọn kẻ xấu mà các bạn ơi. Bọn chúng à, vừa giúp nhân BB một cái xong bọn chúng này cướp luôn cái khu vườn này nhà nhân BB đúng các bạn ạ. Đấy, bọn chúng quân bọn chúng rất đông nên bọn chúng muốn ở đây các bạn ơi. Không được rồi, trốn đi thôi. Trời ơi, bây giờ mà có Chocho Chen ở đây giúp đỡ mình thì tốt. Nhưng mà hôm nay Chocho Chen không có mặt ở đây các bạn ơi. Nếu mà Chocho Chen xuất hiện thì mình có Hakyuki này chắc chắn sẽ thua rồi. Anh em ơi, bây giờ chúng ta cần phải chiến đấu với bọn Hakyuki này. Lấy khẩu gan này ra và chiến đấu lại anh em nha. Mình sẽ quyết tâm đánh bại bọn nó. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh nha. Để mình có thể tiêu diệt bọn Hakyuki bằng cách này. Quên mất bọn Hakyuki là chiến đấu. Hakyuki, Kami đúng là kẻ xấu. Ta sẽ không tha cho Kami đâu. À các bạn ơi, lần này bọn chúng đang đứng rúng rụ vào một chỗ ở đây các bạn ạ. Ấy, chà chà chà, tiêu diệt của nó. Tiêu diệt của nó. Ui, trời ơi, cái bọn Haki này nó mạnh thật sự luôn. Khẩu gan của mình bắn hết đạn vẫn chưa tiêu diệt được nó. Khẩu gan mới này xem nào. Ui, gan mới này. Ui, bắn cửa luôn con Haki này. Trời ơi, ui bọn Haki này bất tử luôn này các bạn ơi. Ui, à mình tiêu diệt được bọn Haki rồi. À mình tưởng nó bất tử. Thì ra bọn mình cũng không giống được đâu các bạn ơi. Ui, nó nhảy lên được các bạn ạ. Nó nhảy lên nó cắn mình luôn anh em ơi. Hay da, ghê. Nếu mà có Chocho Chan ở đây á thì Kami sẽ bị ta đánh bại ngay. Ta sẽ nhờ Chocho Chan đánh bại Kami. Rồi Hakyuki. Ơi đây rồi. Có con đang vào trong đây. Kìa, tiêu diệt nó các bạn ơi. Ui nó nhảy cũng đào luôn. Chết đi, mình mắc kẹt ở đây rồi. Bắn nó. Ui đâu chết này. Hakyuki này có 2 con rồi mà nó vào đây là mình không tiêu diệt nó rồi. À mình tiêu diệt được 1 con rồi. Ui con này à. Còn đây đứng này đấy. Còn đây nữa. Tiêu diệt nốt đi là sao. Bây giờ Hakyuki. Ui các bạn ơi, Hakyuki đâu nằm các bạn à. Mình tiêu diệt nó mãi mà không hết được luôn. Mình đang phải trốn trên trần nhà này các bạn ơi. Ôi không được rồi. Chiến lại một lần nữa thế nào. Thanh gươm ánh sáng xuống. Nếu mà mình không thể đánh bại Hakyuki thì video ngày mai mình sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Chocho các bạn ạ. Dạ, Hakyuki, ta sẽ cho Kami nếu sự lợi hại của thanh gươm ánh sáng. Ôi trời, ôi, bọn nó tung hỏa mù mình không nhìn thấy gì luôn các bạn ơi. Bọn Hakyuki này khôn phết đấy. Đấy, nó bắn tung hỏa mù mình không cho mình nhìn thấy gì luôn. Ui da, không được rồi các bạn ơi. Mình không thể nhìn thấy cái gì mà tấn công vì nó nữa các bạn nha. Ok các bạn nha. Có lẽ là mình phải
chịu thua của bọn Hakiyuki này rồi các bạn ơi. Nó đã đánh bại những con quái vật ban ban các bạn ạ. Nên là mình biết nó rất là mạnh đấy anh em ạ. Bọn nó đang ở dưới kia kìa. Bọn nó đang săn lùng nhân BB đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, nếu các bạn thấy thích cái video này của mình thì các bạn hãy ấn like nha, ấn đăng ký kênh nha để ủng hộ mình các bạn nha. Để video lần sau mình có thể đánh bại bọn Hakiyuki xấu xa này nha, muốn cướp nhà mình các bạn nha. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để theo dõi mình nhé. Ok, bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nha.